Xin chào tất cả các anh chị buổi sáng hôm nay. Nguyệt rất rất là hân hạnh, rất là vui lần đầu tiên được nói chuyện với lại cô khoa học gia Hana Ái Hanh Trần ở trên Zoom để cống hiến cho các anh chị. Và cái chủ đề ngày hôm nay đó là một chủ đề mà ít ai nói tới, nhưng mà các anh chị nó sẽ tạo một cái phần ảnh hưởng rất là lớn trong các lối sống của tất cả mọi người và đặc biệt là các chị. Nên cái chủ đề hôm nay Nguyệt cũng rất là cả đêm không ngủ được để mà mong tới sáng hôm nay để được nghe cô khoa học gia chia sẻ về cái chủ đề này. Thì trước tiên đó cô, trước tiên mình nói về cái chủ đề này thì xin mời cô giới thiệu về cô một chút. Dạ vâng, xin thân chào tất cả các bạn của nhóm GIVE và thân chào Nguyệt. Rất là hân hạnh được phục vụ nhóm GIVE toàn cầu một lần nữa. Qua Mỹ được hơn 45 năm và mình là khoa học gia về khoa học xét nghiệm 32 năm kinh nghiệm. Và trong vòng 32 năm phục vụ thì 16 năm cuối mình là từng là giám đốc cho các khoa học xét nghiệm của bệnh viện Mỹ. Mà trong số đó thì mình có làm cố vấn cho khoa học xét nghiệm cho quốc tế, cho Đại học Y khoa John Hopkins, là cái cơ quan Đại học Y khoa mà nổi tiếng nhất thế giới, tầm cỡ thế giới. Lúc đó mình là cố vấn khoa học xét nghiệm cho cái đại học đó về HIV, về cái dịch bệnh HIV thời đó 2004. Rồi sau đó mình được tuyển mộ và đi qua làm việc cho Quest Diagnostics, là cơ quan lớn nhất nước Mỹ, cơ quan xét nghiệm tư lớn nhất nước Mỹ. Rồi sau đó mình được qua chọn chọn Washington Medical School một lần nữa, làm cho Đại học Y khoa nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Tại vì cái viện này là chuyên môn phục vụ cho các tổng thống tòa bạch cung và các vị tòa bạch cung. Thì năm 2013, đi theo tiếng gọi con tim là khoa học của công ty Pharmanex New Skin, là tiếng gọi con tim của mình thật sự. Đam mê đến độ mà sau 2 năm dùng sản phẩm, quý vị, từ 2009 tới 2011. 2011 cho tới 2013 mình luôn luôn nhớ 2009, là tại vì đã có người dụ mình vô New Skin từ năm 2009 mà cực kỳ cứng đầu và cứng đầu và là con cóc ngồi đá giếng, nhìn mình là tưởng là mình ngon lắm rồi. Thì cho tới 2011 người ta mới bắt đầu làm cho mình giật mình về cái máy biophotonic scanner, và mình đi đi đo và thấy rằng mình lúc đó sắp chết, tại vì cái sức sống của mình lúc đó là có 11 so với 100.000 đó, 11%, nói nôm na theo toán học. Thì đại khái là như vậy. Thì từ cái tìm hiểu để cho mình khỏe ra hơn thì mình lại té ra một điều là qua cái Pharmanex Biophotonic Scanner, cái khảo cứu về cái máy đó và khảo cứu về sản phẩm của công ty New Skin là cái Life Hack Nano, mình mới té ngửa ra là ông xã mình chết cách đó 11 năm, tức là ông xã chết năm 1999. Năm 2011 mới được đo cái máy Biophotonic Scanner, là mười mấy năm sau khi chồng mình chết mình mới biết nguyên nhân tại sao ông xã mình chết ung thư. Ông xã chết ở một cái tuổi rất là trẻ, 53 tuổi, là một tiến sĩ vật lý, không không bệnh tật, quý vị, và rất là không không mập luôn, không béo phì luôn, tức là có cái là một võ sĩ đạo luôn, thành ra rất là khỏe. Thì tại sao lại bị ung thư và chết trong vòng có 6 tháng, quý vị? Mình đem nó lên đây hơi chiếm thời giờ quý vị một tí, nhưng mà hy vọng các quý vị nào ngoài đó nên tôn trọng sức khỏe của mình và chăm sóc sức khỏe chủ động. Và khi ông xã chết thì mình có hỏi 6 vị bác sĩ, là 6 vị này là bạn của mình luôn, tại vì làm chung bệnh viện, và mình tìm những cái vị bác sĩ mà nổi tiếng nhất và tốt nhất, giỏi nhất trên nước trước trên nước Mỹ để trị liệu cho ông xã mình. Và 6 vị đó, kể cả cái người trị bệnh về ung thư đó, cũng nói với mình rằng thì là hai câu hỏi của mình là tại sao ung thư và làm cách nào để ngăn ngừa. Câu trả lời là ung thư không có nguyên nhân và ai cũng có thể bị. Thành ra mình còn 4 đứa con, đứa nhỏ, cái cặp cặp sinh đôi nhỏ nhất mới có 6 tuổi. Thì đứa gái mới 15 tuổi, chưa lên đại học nữa thì đã mất ông xã, con trai thì mới ra trường đang đi tìm việc. Thì mình ngồi đây thấp thỏm là không biết chừng nào tới phiên mình là 6 tháng ra đi. Thì cứ thấp thỏm như vậy cho mãi đến mười mấy năm sau, 2011, may làm sao gặp được cái máy Biophotonic Scanner. Thì nhờ cái công ty New Skin này, mình mang ơn công ty New Skin Pharmanex á, là ở cái chỗ đó là mình đã hiểu ra tại sao bị ung thư và tìm ra được cái phương pháp để giúp cho mình. Thì cách đây không lâu là ngày, thì bây giờ mình đang đi theo New Skin từ năm 2013 tới giờ đó quý vị. Thì cách đây ngày, tuần trước hoặc là 2 tuần gì mình đã đo, và cái chỉ số xuất hóa của mình từ 11.000 đã lên được 72.000 quý vị nhá. Thì cái đó là cái cho mình biết là cái nguy cơ của cái ung thư của mình còn dưới có 30.000 thay vì 90.000 như lúc đầu, phải không ạ? Thì cái đó là cái mà mình nói đại khái cho quý vị biết là như vậy. Và qua cái cơ hội kinh doanh này đó là mình đã được gì mệt nhà được nhiều lắm, tại vì từ đi 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 toàn thời gian năm 2013, thì năm 2017 mẹ bị bệnh, thì đi về công về Việt Nam là săn sóc luôn 2017 8 tháng rưỡi, 2018 6 tháng rưỡi và 2019 là cũng 4 5 tháng. Và trong thời gian đó là tiền lương nó chỉ có lên mỗi ngày thôi,
thu nhập thụ động không ngừng đã bắt đầu thấy là không làm gì cả, làm rất rất là ít. Mà 2017 lúc mẹ năm đầu tiên mẹ quỵ là không làm New Skin, mà vẫn tiền lương vẫn lên là nhờ cái velocity của công ty quý vị. Thành ra mình thật sự là mình cực kỳ mang ơn công ty New Skin, mang ơn cũng mang ơn Lưu Văn Minh. Thì Lưu Minh là người giới thiệu mình vô công ty này, vô kinh doanh này, thì rồi công ty New Skin Pharmanex. Và rất là mang ơn đội ngũ nhóm GIBE, nhóm lãnh đạo của nhóm GIBE. Nếu không có nhóm GIF, mình không bao giờ leo lên được cái chức vụ này ngày hôm nay. Mặc dù chỉ có tò te là đái mình thôi. Cô ơi, nghe cô nói đấy thì cháu mới thấy là giống như cũng một cơ hội, nhưng mà tùy theo cái thời điểm mà cô nhận định như thế nào đó. Lúc đầu thì cô nói là có người dụ cô vô New Skin, sau đó thì lại cô lại cảm ơn cơ hội New Skin. Thì cũng là một cơ hội, nhưng mà phải tùy cái phải đúng cái thời điểm thì mình sẽ coi cái cơ hội này là như thế nào. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và cô ơi, hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà giống như lúc đầu cháu nói đó, từ trước giờ hình như không ai nói tới và cũng ít có để ý, dù là cái vấn đề này ai cũng có hết. Và cái chủ đề ngày hôm nay sẽ bật mí, nãy giờ là bí mật, bây giờ bật mí cho các anh chị, sẽ là về là cellulite. Thì cháu tìm không có ra tiếng Việt, thì bây giờ nhờ cô giải thích là cellulite là gì và tại sao mà chúng ta lại có cellulite. Ok, thì cái cellulite kể cả Google dịch cũng không nổi cháu. Thì cái định nghĩa là nó là một cái, nếu mà nói là y học, có cái từ y học của nó đó, thì nó tên là gynoid lipodystrophy. Tức là gynoid tức là thuộc về phụ nữ, thuộc về phụ khoa, còn lipo là mỡ, còn dystrophy là sự hỗn loạn. Thì mình dịch nguyên một câu nó là cái sự loạn dưỡng về mỡ mà thuộc về phụ khoa, tức là đa số là phụ nữ. Lý do là tại vì nó xuất hiện rất là nhiều, bình thường 90% là người phụ nữ của mình bị, 90% nha, và 10% của người nam giới bị cái bệnh này mà không biết, là tại vì nó có 4 giai đoạn, từ nhẹ cho tới nặng, cũng như ung thư có 4 giai đoạn, thì cellulite này cũng có 4 giai đoạn. Và người ta, cái người thể, cái là sớm nhất có thể bị là 16 tuổi trở lên đó cháu. Thì trên bề mặt đó, cái cellulite, nếu mà bạn nào chưa biết nó là cái gì đó, thì những cái bạn nào thấy cái da mặt nào mà nó, cái dạng da nào mà nằm ở dưới đùi hoặc là dưới bụng mình cũng vậy nữa, và sần sùi và nó, hoặc là nó lúng đồng tiền đó, thì cái đó gọi là cellulite quý vị. Thì cellulite đó là cái hiện tượng mà cái sự nhăn nhúm của da xảy ra khi mà lớp mỡ ở bên dưới da nó đẩy các cái mô chung quanh nó, và cái lớp mỡ đó nó phình ra và nó gây ra cái sự xuất hiện của cái dạng như là vỏ cam, sần sùi của vỏ cam, hoặc là cái dạng của cái cottage cheese đó cháu. Thì bên Việt Nam không có, nhưng bên Mỹ mình nhìn cái ly cottage cheese nó như thế nào thì cái da nó như vậy, thì da sần sùi cái dạng tượng như là vỏ cam, thì cái đó là mình gọi là bị, cái người đó bị cellulite. Thì đối với phụ nữ đó thì cái nguy cơ phát triển cellulite tăng theo tuổi và tới cái gần mãn kinh là bị nặng nhất. Nhưng mà thường thường đó là như cô nói, 90% phụ nữ của mình và 10% nam là bắt đầu có thể có cellulite từ lúc mà họ 16 tuổi thôi. Thì cellulite nó cũng có 4 giai đoạn đó cháu. Thì là lúc mà giai đoạn 1 là không thấy, nhưng mà đã bị dưới da rồi nhưng mà cũng có thể không thấy. Mà lý do thường thường tại sao mình bị cellulite là tại vì mình hút thuốc lá là một, và mình ăn uống không có đúng chất antioxidant là 2, mình ăn nhiều tinh bột là 3, mình ăn nhiều đường là 4. Thành ra mình có thể bị cellulite từ lúc 16 tuổi mình không biết. Thì lúc đầu là giai đoạn 1 là không có thấy. Nhưng mà giai đoạn 2 đó là bắt đầu chỉ thấy khi ngồi thôi. Khi ngồi thì mình thấy trên người mình, trên đùi mình, hoặc là trên hai cánh tay của mình dưới này, hoặc là trong hai đùi, hai bên ngoài bên trong, hoặc là cái mông của mình, hoặc là dưới bụng mình, nó có những cái dạng da gà và đúng đồng tiền lác đác đó, là cái đó giai đoạn 1. Giai đoạn 2 đó là xuất hiện khi ngồi hoặc là đứng, thì cái dạng nó bắt đầu thấy rõ ràng như là vỏ cam hoặc là phô mai rồi ha các bạn. Và cái đó là giai đoạn 3 chứ, 1, 2. Rồi giai đoạn 4 của mình đó là xuất hiện cả khi ngồi lẫn đứng, là cái dạng nó rất là rõ rệt, cả khi ngồi đi đó, anh Nguyệt đưa ra là đúng rồi đó cháu. Thì cái bạn này đó, cái hình này của cái bạn này là giai đoạn khoảng là giai đoạn 3 rồi đó nha. Tại vì giai đoạn 4 là các bạn thấy cực kỳ rõ rệt luôn, thì là giai đoạn 4. Ok. Rồi. Bây giờ thì cái đó là nghe cô nói về cái tên đó là hỗn loạn về mỡ dưới da, mà theo cháu giống như là nôm na hồi nãy giờ cô nói những cái từ khoa học đó. Thì cháu thấy mỡ thường thường là đã không tốt rồi, mà còn bị hỗn loạn nữa là quá chừng không tốt nữa, đúng không cô? Tại vì nó không có nhìn giống như là nó là bình thường nên mình không có để ý. Nhưng mà nghe mà cô nói tới hỗn loạn mà mỡ dưới da là các anh chị để ý nha.
là tất là Ngồi rất là không tốt. kiểm chứng da mà nó như dạng da cam á, da như là vỏ cam là biết là mình đang bị cellulite mà chưa có nặng thôi. Đó đó là Nguyệt mới share cái hình đó, là cái hình tượng của cellulite đó, và nếu mà cô không nói thì để ý là cháu cũng bị nữa. Nên nên mà cái phần là tiếp theo là cháu cháu rất là muốn biết là cô, khi mà mình đã bị rồi thì cái sự giống như cái hậu quả của nó là cái gì, nó ảnh hưởng gì cho tới mình đó cô, nếu mà mình đã bị rồi. Khi bị rồi đó thì bây giờ thì cháu muốn hiểu ngay hậu quả hay là cháu thì đây là các mà yếu tố mà nó làm cho tăng cái tiềm năng phát triển của mình từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 4 nè quý vị, đây là các yếu tố. Thì cái nguyên nhân đó theo như bác sĩ kể cả y khoa bây giờ đó, cái nguyên nhân và cái bệnh lý chính xác để mà xác định yếu tố là nguyên nhân nào mà con người ta bị á thì cũng khó mà xác định, là tại vì cái hiện tượng cellulite nó xảy ra suốt cuộc đời mình từ lúc mình 16 tuổi trở lên và nó tuần tự và nó đồng thời cùng một lúc thì nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của tình trạng cellulite của mình nhé. Thì do đó cái sự thay đổi cấu trúc và cái sự mất cân bằng về nội tiết tố đó là nó là một trong những nguyên nhân nó làm cho cái cellulite phát triển nặng hơn. Thì cái sự đặc biệt là cái sự giảm estrogen, cái yếu tố estrogen trong cái thời kỳ mãn kinh của người phụ nữ đó là cái lúc đó là bắt đầu thấy rõ rệt ha. Và các yếu tố nguy cơ khác đó là bao gồm cái nồng độ insulin và cái catecholamine của mình cao đó, là tại vì mình ăn tinh bột nhiều, nó làm cho rối loạn cái nồng độ insulin trong cơ thể mình và catecholamine, thành ra do đó nó đưa đến cái hai cái chất này là từ từ kết quả từ yếu tố hậu quả của cái sự ăn nhiều tinh bột mà nó đưa cho mình đến cái hậu quả là hai cái cao insulin và cao catecholamine, và nó làm cho cái sự bị ảnh hưởng đến cái sự phân hủy và cái làm cho phân hủy và lưu trữ chất béo trong cơ thể mình và đưa đến tức là bị giảm đi, thành ra người mình không còn phân hủy được chất béo và lại lưu trữ cái chất béo trong người mình và tích tụ ở trong rằng cái phần đùi của mình và cái phần dưới bụng của mình và đưa đến cái dạng cellulite ở cái vùng đó cháu. Và cái hàm lượng mà carbohydrate đó mà càng ăn uống cao đó không những nó nguy cơ đến cái làm cho cellulite mà nó làm cho cái bị tiểu đường nữa cháu, thì nói luôn ha, thì nó hỗ trợ trong cái insulin đó mà nó cao nó hỗ trợ trong cái quá trình tạo mỡ và làm tăng tế bào mỡ và tăng trưởng lên dần dần, và từ đó thì tạo ra cái hệ thống cellulite trong con người mình bị càng ngày càng tồi tệ hơn. Và phụ nữ cũng vậy, khi mà mình càng lớn tuổi thì mình sẽ bị nguy cơ cellulite nhiều hơn người nam, là tại vì cái tế bào mỡ của người phụ nữ đó cũng hơi không công bằng. Khi mà đọc thấy cái phần này là tế bào mỡ của người phụ nữ mà dưới da của mình nó nằm theo chiều dọc, và khi mà nó nằm dưới da và khi mà nó bị tăng trưởng là do mình ăn nhiều mỡ quá, mình ăn nhiều tinh bột quá chẳng hạn, thì nó bị lớn ra và cái nó lớn ra theo cái kiểu mà nó lớn cái hình ngọn á, nó hình 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 đỉnh á, thì cái ngọn nó mới phình ra thì nó chọc qua cả cái mô tế bào của mình và nó lồi ra ngoài, thành ra những cái cục mà sần sùi mà các quý vị cái cục phình lên đó quý vị, đó là cục mỡ quý vị nhá. Thì trong khi người nam đó họ bị ít hơn là có 10%, là tại vì người nam tế bào mỡ của họ nằm ngang còn mình tế bào mình nằm dọc, thành ra khi mà mình tăng cái lượng mỡ của mình đó, thì nó nhọt lên rồi nó từ từ nó len lỏi qua cái tế bào da và nó đưa lên, và do đó người người cái đó là lý do tại sao 90% người mỡ của phụ nữ của mình bị. Và lý do thứ tư đó mà nó làm cho cái tình trạng cellulite của mình phát triển tồi tệ hơn, tức là càng ngày càng phát triển nếu mình không làm gì để ngăn chặn nó đó, là tại vì cái bệnh ngồi lâu. Nếu mình làm những cái ngày ngày nào mà nó làm cho mình bị ngồi lâu hoặc là mình không tập thể dục cả đời, nó cũng làm cho mình thay đổi cái sự tuần hoàn của mình chậm lại, máu chậm lại và làm tăng cái nguy cơ phát triển của cellulite. Thì chính có một số nhà nghiên cứu cũng đã thấy cái nguy cơ gia tăng thay đổi thành viêm mãn tính của cellulite, như là Nguyệt hỏi đó, đưa đến câu hỏi của Nguyệt đó, là để hoài không làm gì cả thì chuyện gì thành viêm mãn tính cellulite. Ok, viêm mãn tính với cellulite thì cái đó đó tại vì chính họ đã tìm thấy đại cái đại thực bào với lại cái tế bào bạch cầu nó nằm ở trong các cái mô mà cellulite ở không, thì cái đó nó làm cho thành ra viêm mãn tính, tức là nó sẽ cứng và chai và rất là khó trị, và mình sẽ bị mang mang cái da sần sùi hoặc là cái da mà cutichi cả đời, thì cái đó nó rất là không thẩm mỹ và không có ai thích cả. Thì đồng thời cũng cũng cái tình trạng như là hồi nãy cô nói đó, là những người thuốc những cái bạn hút thuốc lá đấy, thì đàn bà Mỹ họ hút thuốc lá nhiều hơn Việt Nam, cũng làm cho người ta phát triển cellulite nữa cháu. Và ok, thì cái đó là những cái mà làm cho cái bệnh cellulite nó trở nên tồi tệ hơn hoặc là xấu hơn đó cháu. Và khi mà nó xấu hơn như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay là ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình không cô?
Thường thường cái bệnh cellulite nó liên hệ tới bệnh béo phì với lại bệnh đai bí gì, bệnh tiểu đường. Đó là hai cái bệnh và cellulite đi song song với nhau. Ha? Và lẽ nhiên thì khi mà đại đai bí thì thường thường đưa lên luôn cả huyết áp và tăng mỡ, thì nó liên hệ với tất cả những người mà mỡ máu cao đó cũng có nguy cơ bị cellulite đó, thì là như vậy. Thì cellulite nếu mà nhìn theo cái phương diện thẩm mỹ thì không ai thích cả, nhưng mà những người có cellulite là luôn luôn thường thường bị béo phì, bị tiểu đường và bị cao mỡ và bị cao huyết áp, thì nó là như vậy nhé. Khi mà cô nói tới cái khía cạnh mà giống như là về thẩm mỹ đó, thì cô nói thì nghe nó nhẹ nhàng là về thẩm mỹ không ai thích, nhưng mà khi mà cháu nghe được cái đó thì nó lại cảm thấy nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái lối sống của cháu. Thí dụ giống như là lúc mà mình còn còn trẻ đó, khi mà mình chưa có phát hiện cellulite thì lúc đó là các chị nha, các chị phụ nữ mình có để ý là mình mặc đồ sexy hơn không? Sexy hơn, đẹp hơn đúng không? Ra ngoài đường là cứ mặc quần short ngắn ơi là ngắn. Tự tin. Còn bây giờ thì quần thì càng ngày càng dài ra, áo cũng vậy, mình không dám mặc áo xách nách đúng không? Khi mà đi biển mình cũng không dám mặc hai mảnh. Các chị có đồng ý không? Nếu thì đối với em thì là nó ảnh hưởng tới cái sự tự tin rất là lớn. Khi mà mình bây giờ mình đi ra ngoài biển hay đi ra park là mình chỉ ngó những người còn trẻ thôi, ngó những người nào mà thân hình đẹp mà không có cái cục mỡ nào nó lòi ra rồi mà ngồi đó mà nuối tiếc một thời đó cô. Nên nên đối với cháu là cellulite đây là nghe thì nó nhẹ nhưng mà nó ảnh hưởng rất 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 là lớn tới cái cuộc sống của mình. Thì nhất là cái sự tự tin của mình đó, nếu mà mình mất những cái đó, mất những cái sự tự tin đó, mình sẽ bị hạn chế rất là nhiều trong những cái công việc của mình làm đó, bởi vì sắc đẹp nó là một cái ảnh hưởng, một cái phần ảnh hưởng lớn rất là lớn. Vậy thì cô ơi, nếu mà như vậy thì về về cái phía mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe bên trong á, thì mình không nói nữa, tại vì cái đó là sẽ là một cái chương trình để mà giống như là sức khỏe. Vậy thì bên ngoài đó cô, nếu mà bên ngoài thì mình có cách nào để mà mình giúp chị em phụ nữ của mình lấy lại được tự tin không cô? Vâng, thì các bạn biết là mình có một cái sản phẩm cực kỳ quý mà cô dùng từ lúc nó ra đời tới giờ là mấy năm nay rồi, 4 5 năm nay ra đời. Cái này sản phẩm này lâu lắm rồi, nó ra đời cùng lúc với cái máy body spa của cơ thể đó, thì cô dùng cho tới bây giờ thì lúc nào cô cũng dùng. Và tại vì cô bị cellulite ở vùng bụng, cô cái bầu hai đứa cuối cùng là twin đó, thành ra xong thì cái vùng bụng cô bị cellulite và nó bó đơ cô, nó làm cô rất rất cực kỳ là không có thích. Thì đây là cái sản phẩm mà cô dùng, nó gọi là Dermatic Effect, và đây là công nghệ H-Lock nha các bạn. Các bạn nên nhớ mà nói tới công nghệ H-Lock là cô may mắn, không có cần nói nhiều. Tại sao? Tại vì nó là công nghệ của khoa học biểu hiện gen, và khi kết quả nó ra có đó, là nó permanent, tức là nó vĩnh viễn và nó không có tái trở lại, hiểu không? Thành ra đây là cái sản phẩm mà gọi là Dermatic Effect, và công nghệ của nó H-Lock là tại vì nó nhắm vô cái nguồn lão hóa để mà bảo tồn cái nhìn của tuổi trẻ và làm giảm sự xuất hiện của lão hóa. Và cái công dụng thứ hai của nó là nó giúp giúp cho làm mịn cái bề mặt của da. Đây là sản phẩm này. Thì tí nữa cô nói về thành phần, bây giờ cô nói về cái công dụng, cái ích lợi của nó trước. Và cái số 3 đó là nó cải thiện sự xuất hiện của độ săn chắc của da, để cho cái sự săn chắc thì là đi đi chung trẻ trung, thành ra nó tạo cho mình cái vẻ ngoài trẻ trẻ trung, đúng không các bạn? Nhưng mà cái công dụng thứ 4 mà cô đọc mà cô thích nè, là tại vì nó liên hệ tới cái khoa học xét nghiệm một tí, là tại vì khi mà cô đọc cái câu mà giúp thúc đẩy thay đổi tế bào, mà cái tiếng Anh nó gọi là cell turnover, ok, có nghĩa là cái sự thay đổi tế bào của mình được thúc đẩy 24 trên 24 khi mình dùng cái này. Và nó có nghĩa là nó thay đổi tế bào, có nghĩa là nó làm cho tróc ra và nó tẩy ra và nó lột ra liên tục các cái tế bào da chết, và nó thay thế ngay lập tức bằng các cái tế bào trẻ hơn, để cho da tự nhiên, một cách tự nhiên có một cái kết cấu rạng rỡ. Thì cái đó là công dụng thứ tư của cái sản phẩm này. Vì vậy nó giúp cho da ngay lập tức, nó giúp cho da của mình mịn màng hơn và cải thiện sự xuất hiện của bề mặt của da ngay lập tức. Và ngoài ra đó, cái công dụng thứ sáu của cái sản phẩm này á, là nó hydrate, tức là nó làm cho tăng mật độ ẩm của da. Và nhờ tăng mật độ ẩm, cái mật độ của da mình mà mật độ mà ẩm á, thì mình không có bị nhăn, da nó không thể nhăn lại được mà nó cứ căng ra, phải không các bạn? Thì đó là những cái này. Và nghiên cứu lâm sàng cũng cho mình biết á, rằng thì là sau 8 tuần dùng liên tục á, thì đã có kết quả nghiên cứu lâm sàng nha các vị, là kết quả là 55% sự xuất hiện của cellulite giảm đi nhá, và gia tăng 84% về độ ẩm. Và khi mà độ ẩm gia tăng, có nghĩa là gia tăng của mình mà cái độ ẩm tăng á, thì cái da mình nó trẻ, nó không có bị nhăn lại đó. Da mình rất là cần nước nha quý vị, và cải thiện 37% cái độ săn chắc của da, da được săn chắc tới 37% là nhiều đó quý vị ơi.
và tăng cường 69% độ mịn của da, tức là tại vì nó làm lỗ chân lông đóng lại từ những cái thành phần mà có trong cái sản phẩm này quý vị nhá. Thì bây giờ thì cái đó là cô nói về lợi ích, bây giờ cháu có muốn tìm hiểu về thành phần không Nguyệt hay là mình có dạ, giờ dạ cháu muốn con. Ok. Bây giờ thành phần thứ nhất lẽ dĩ nhiên nó là cái A-Slot, công thức của A-Slot. Và như cô nói hồi nãy là nó target, nó nhắm vô cái source của aging, devocation của mình, thì công thức đó mình không được quyền biết tới. Nhưng mà nó có ba những cái thành phần chính khác mà nằm trong cái A-Slot dermatic effect này có các bạn. Thì cái đặc tính thứ nhất đó là hibiscus, abelmoschus thì dịch ra là hibiscus, tiếng Việt Nam dịch ra là hoa dâm bụt. Còn cái abelmoschus đó là cái tên hibiscus là họ, là hoa dâm bụt. Còn cái tên gia đình là abelmoschus là các bạn nghe coi nói một lần như vậy là đủ rồi. Thì đây là hoa dâm bụt mà có cái tên là abelmoschus nha, là chiết xuất của cái hoa dâm bụt đó. Và đặc tính của nó là chống oxy hóa, chống viêm rất là cao. Và mình bị cellulite là tại vì viêm của mỡ mà, nó làm cho viêm mãn tính mà viêm mỡ đó, gọi là viêm mỡ đó, thành ra cái này nó chống cái đó và nó hoạt động luôn cả chống vi khuẩn cho mình nữa ha. Thì cái chất hoạt động trên nó là cái chất hoạt động ngay trên bề mặt, và cái tác nhân của nó là làm ẩm ướt cái phần bên ngoài của cái da biểu bì của mình, và nó giúp cho căng cái bề mặt của da. Và cái này là cái hay này quý vị, công dụng chính của cái hoa dâm bụt abelmoschus là nó tăng, nó ngăn chặn ngay lập tức cái sự phân hủy cái protein mà có cái trách nhiệm mà sản xuất ra collagen của mình. Đàn bà mình mà nghe chữ collagen là dễ nhõm phải không? Collagen là thức ăn của da, là thành phần, là cấu trúc của da. Trong da collagen với elastin là những cái thành phần cấu trúc chính của da. Và cái chất này đó, cái hoa dâm bụt trong cái chất này nó ngăn chặn cái protein mà có tác động sản xuất ra cái collagen. Ok quý vị. Thì nghiên cứu lâm sàng nữa, trong đó có đặc tính cơ sinh học của da và giảm cả nếp nhăn của da, khẳng định luôn. Không? Thì cái đó là một trong những cái ích lợi của cái hoa dâm bụt trong cái chai này. Và đồng thời trong cái hoa dâm bụt nó cũng có cái hàm lượng acid ascorbic, tức là rất là phong phú, tức là vitamin C đó quý vị. Và nó có nhiều đặc tính có lợi cho da, có nghĩa là nó chống oxy hóa và làm cho sáng da từ cái hoa dâm bụt này nhá. Và cái hoa dâm bụt này nó cũng chứa chất thúc đẩy hoạt động chữa lành các cái vết thương một cách nhanh chóng, và có đặc tính chống vi khuẩn, kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng và nấm phát triển cho da. Thì cái đó là cái extra rồi, cái extra mà mình dùng hàng ngày thường xuyên thì cái da mình nó được như vậy. Ok, thì cái chiết xuất của cái hoa dâm bụt này đó nó còn được mệnh danh là Botox. Mọi người thấy Botox là nhảy nhõm chưa? Nó là Botox, người ta phải đi bác sĩ dùng ấy. Thành ra cái đó là lý do tại sao mình càng dùng cái này cái da mình nó càng phẳng ra quý vị, là nó được mệnh danh, nó gọi tiếng lóng là Botox, mà natural Botox tức là Botox mà thiên nhiên. Ok, từ dâm bụt mà ra chứ không có hóa chất nha quý vị. Và đồng thời nó còn chứa thêm một cái chất khác là gọi là anthocyanin, nó là một cái flavonoid mà có tác dụng chống oxy hóa rất là cao, để hỗ trợ chống lão hóa bằng cách là chống lại các cái tác động mà làm tổn thương mà do cái UV á, tác dụng tiêu cực tím của mặt trời. Thành ra do đó mình xức cái này trên đùi nghĩ sao mình cũng được chống lại cái sự oxy hóa, và nhờ cái chất anthocyanin của trong cái bộ của cái bạn này. Thì cái đó là cái thành phần thứ hai của cái dermatic effects. Và thành phần thứ ba đó là mật ong thô quý vị. Thì mật ong thô đó là cũng cực kỳ hay, tại vì nó chứa cái acid gluconic, và cái tác dụng này á, nó là một cái loại alpha hydroxy, và nó làm cho tác dụng làm sáng da, làm đều cho cái màu của da, làm mờ sẹo nhá, sẹo mà đen thâm nó làm sáng ra nhá. Và vì vậy nó làm giảm luôn cả các cái đốm đồi mồi, quý vị nghĩ sao? Tuyệt vời chưa? Và mật ong thô nó cũng hỗ trợ một cách kỳ diệu cho các loại bệnh về da, là gồm có rosacea, tức là da mấy người mà lúc nào mà cũng đỏ quét hồng hồng mà lốm đốm á, là rosacea của Mỹ đó. Và nó bảo vệ luôn cả, nó làm giảm luôn cái triệu chứng eczema, và nó làm giảm luôn những cái người mà bệnh lang ben, và nó tác dụng giảm nếp nhăn, và nó có tác dụng là làm giảm mụn trứng cá và lỗ chân lông mở rộng. Thì cái này là cái tác dụng, cái đây là những cái tài liệu mà cô đọc riêng mà nó trong mật ong thô nó cũng có trong cái những cái trị bệnh về da về mặt đó các bạn, thì nó nằm ở trong cái chai này của mình nhá. Thì ngoài ra nó là một cái chất giữ ẩm cực kỳ tốt, tức là chất ẩm của trong người mình á, của cái phần da, của đùi mình, của bụng mình, của nơi nào mà toàn da của toàn người mình á, độ ẩm được giữ lại và nó không bị mất khi mình đi ra nắng gió ngoài kia.
thì cái mật ong thô đó nó có tác dụng là như vậy. Rồi thành phần thứ 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 tư của cái chai này đó là hyaluronic acid là nó rất là nổi tiếng cho các công dụng về lợi ích cho da, đặc biệt đó là làm giảm khô da lần nữa ha, và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn các bạn ơi, và tăng tốc độ chữa lành vết thương cho mình. Ok, thì cái hyaluronic acid by itself đó, tự nó không đó, nó đã có một mình nó đã có tới 6 công dụng quý vị. 7, cô phải lôi lên 7 công dụng. Cái thứ nhất là chống lão hóa. Cái thứ hai là giữ moisturizing, tức là giữ cho cái độ ẩm của da tồn tại, chống mất nước nha. Và cái tác dụng thứ ba của cái hyaluronic acid đó là làm lành vết thương. Và cái thứ tư đó là chống nhăn, anti wrinkle, chống nhăn nhá. Và cái thứ năm là nó giữ cho nó increase, nó làm cho gia tăng cái độ đàn hồi của da, thành ra da mình nó săn chắc lại là vì vậy nhá. Và nhờ cái da nó săn chắc lại, thành ra cái do đó nó hỗ trợ trong cái cellulite là vì vậy. Và ngoài ra nó còn hỗ trợ, vô tình nó cũng hỗ trợ cho những cái bệnh eczema nữa quý vị. Ok, và nó hỗ trợ cái bệnh, nó nói một lần nữa là cái bệnh rosacea, tức là các bạn những người Mỹ nào mà da họ bị đỏ lúc suốt ngày và đốm đốm á. Thì đây là 7 cái tác dụng của hyaluronic acid mà cô có chọn. Thì đây là những cái gì mà cô đọc được của cái ích lợi của cái chai này. Dạ. À, cảm ơn cô rất là nhiều, tại vì hôm qua đó khi mà cháu nghe cô chia sẻ với cháu về những cái thành phần này đó, là không biết là các anh chị có tin hay không, nhưng mà thường thường đó là mình cũng có, nhưng mà mình cũng chỉ xài bình thường thôi. Nhưng mà hôm qua mà nghe cô nói xong là nửa đêm tỉnh dậy cũng chạy vô bên trong, vẫn chạy vô nhà tắm bôi tiếp. Tại vì nói là Botox tự nhiên mà, đúng không? Đó. Rồi khi mà mình có những cái thứ này, nhưng mà các anh chị khi mà mình không hiểu về cái công dụng của nó, không hiểu về nó mang cái gì lợi ích cho mình á, thì mình sẽ coi nó giống như là một cái sản phẩm bình thường. Và mình không có lòng tin để mình xài. Nhưng mà khi mà nghe cô nói xong đó, là nhiều lúc mình tự giận mình nói nó nằm ở trong phòng của mình mà mình lại không biết tận dụng nó đó. Còn cái này các bạn khi dùng nhớ dùng thêm cái này nhá, tại vì cái này mình phải exfoliate cái da của mình phải chuẩn bị cho cái da mình cực kỳ sạch, mình bôi cái này lên nó mới hiệu nghiệm hơn nha các bạn, thành ra nó là một bộ đi chung với nhau nhá. Yeah. Mua với cái này là body, nãy giờ nói cái này body loofah liquid. Yeah. Body loofah các bạn, nếu mà không đọc được chữ nhá thì nó là exfoliate cái da trước cho sạch, rồi bôi cái này lên một ngày 2 lần các bạn nhá. Rồi cho cô thêm một cái này. Yeah. Nó món nghề nghiệp một tí, mấy món nghề nghiệp là, nhưng mà các bạn muốn cho kết quả nó đi nhanh hơn, các bạn phải dùng ít nhất là 8 tuần. Hồi nãy là có nói thí minh chứng lâm sàng đã thấy như vậy rồi, 8 tuần ít nhất nhá. Cô thì đi luôn 3 tháng để thấy rõ rệt hơn. Các bạn nào bị nặng á, bị béo phì là phải đi 3 tháng, là cái chắc cô không có bị béo phì, nhưng mà rõ ràng nó cũng phải lên đi 8 tuần. Rồi ngoài ra các bạn phải tập thể dục squat. Cái thể dục squat nó hỗ trợ cho làm tan cellulite nha các bạn. Và lẽ nhiên cái bụng, bạn nào có bụng thì phải tập những thể dục về bụng cho bụng nhỏ như là planking. Rồi ngoài ra đó, tea green tác dụng hỗ trợ đi nhanh hơn, và đồng thời dùng cả cái life hack. Dạ cô ơi, mình cái đây là cô bị méo mó nghề nghiệp đó. Cô nói rồi, cô là méo mó tất cả những cái gì là phải đi từ bên trong. Nhưng mà cháu thấy là để hôm nay cảm ơn cô chia sẻ tất cả những cái thành phần ở trong đây. Thức là đi nhanh nhất. Dạ, và cái công dụng của nó thì bây giờ cháu sẽ mở đường like cho các anh chị mà đã xài, sử dụng và đã có kết quả để mà chia sẻ với mình do cái sản phẩm này nhé. Rồi, trước tiên là mở đường like cho Blue Diamond Thúy Võ. Hello Thúy. Dạ, good morning chị Nguyệt và cháu chào cô Hana. Nãy giờ nghe thì công nhận phải nói là mình không hiểu về sản phẩm thật, nhưng mà một điểm mà Thúy đã biết đó là cái gì mà ý xót là mình nên xài, mình nên thoa lên trên người của mình hết. Thì hồi trước khi mình còn con gái ấy, thì sử dụng thì không thấy cái sự khác biệt gì nhiều, vì mình không có những cái điểm như cô nói là nó lộ ra trên cái thân thể của mình đó, cho nên sử dụng thì không thấy sự khác biệt. Nhưng mà sau khi sanh em bé thì đúng một tháng thì Thúy đã sử dụng. Cái này sử dụng là vì được người chị nhắc nhở, cứ lâu lâu chị nói Thúy ơi chị lại phải đi sửa áo dài của chị nữa rồi, mà họ Thúy hỏi là chị xài cái gì thì chị nói ồ chị xài cái này nè. Cho nên là nghe cái câu đó cái mình xanh sau một tháng mình cũng phải lật đật đi xài. Và như cô nói 8 tuần là có cái sự khác biệt đó, thì cá nhân Thúy sử dụng sau đúng chưa được 4 tuần, mới có 3 tuần rưỡi thôi là hết một tip của nó đó, là mình đã thấy sự khác biệt rồi. Thì khi mà thấy sự khác biệt thì lúc đó là kêu gọi hết người này người kia để sử dụng.
Nhưng mà đặc biệt là cho những chị em phụ nữ sau khi sinh xong đó, mình nên sử dụng để rồi mình lấy lại, mau lấy lại cái vóc dáng của mình khi mà mình còn con gái hơn. Cho nên đó là cái mà Thúy đã sử dụng cho tới ngày hôm nay, là được 3 tháng thì mình cũng đã thấy được cái sự rõ rệt, rất là rõ rệt trên cái thân hình của mình được rồi. Cho nên kêu gọi các chị em phụ nữ nên sử dụng. Thúy nói là sau khi sanh xong, nhưng mà các chị em của mình sanh lâu rồi nó cũng giống như là sau khi sanh vậy đó, mình cứ vẫn dùng nhé. Không phải sanh xong mới dùng được đâu. Tiếc là không có hình before and after của Thúy đó, chứ mà thấy hình before and after của Thúy là các anh chị phải wow. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Bây giờ đến Katrina, em mở đường like cho chị Hồng, Hồng Nhung. Hello Nhung. Dạ. Em chào chị Nguyệt, con chào cô Hana. Cảm ơn cô Hana rất nhiều về sự chia sẻ của cô vừa rồi, đã làm cho con rất là vui vì con được biết thêm những cái công nghệ của cái sản phẩm này, và con đã dùng được hơn 2 năm nay. Và người mà Thúy Võ nói tới, người chị mà hay đi sửa áo dài, đó chính là con. Bởi vì sau khi con sử dụng được hơn 2 tháng, và cái ngày đó con cũng cần phải mặc lại cái áo dài đồng phục đó của ca đoàn, thì khi mà con vào thử thì ủa sao thấy cái tay của mình sao nó lại rộng như vậy. Thì con nghĩ là ủa sao nhà có hai chị em gái, thì con nghĩ là hay là mình mặc trước kia mình mặc lộn cái áo. Nhưng mà không phải, khi mà hai chị em ghi cái tên là đằng sau cái cổ của áo dài á, thì thấy là ủa áo này của mình mà sao hôm nay mình mặc tự nhiên nó lại rộng hơn. Và con mới nghĩ là ồ, tại vì mình đang sử dụng cái sản phẩm này được hơn 2 tháng này rồi, thì cái bắp tay của mình nó nhỏ đi rất là nhiều. Và sau khi đó thích tò mò hơn, và mình nghĩ là ủa cái này chỉ là một cái lotion giúp cho da của mình nó mịn hơn thôi, chứ đâu có nghĩ là nó có cái công dụng mà nó lại săn chắc như vậy. Cho nên con đã nôi ra 20 cái áo dài tiếp tục để thử. Và sau khi thử 20 cái áo dài thì thấy là ủa sao cùng một đợt mình may mà sao lần trước mình thử cái nào cũng vừa hết, tại sao lần này cái cánh tay mà sao nó lại như thế vậy. Xong rồi con ngày hôm sau con mang hết xuống cho cái chị hay thường sửa áo dài cho con á, và con hỏi là ủa chị ơi sao kỳ vậy, cái áo dài của em từ trước đến nay em mặc nó vừa mà em mới may xong nó vừa mà, tại sao bây giờ mới có hơn 2 tháng mà sao nó rộng hết như vậy. Thì chị lấy cái thước đo cho con á, thì chị nói ủa sao bắp tay của em xuống tới hơn 2 cm trong vòng có 2 tháng rưỡi. Chị hỏi em dùng cái gì mà sao kỳ vậy, thì con cũng nói ồ cái em dùng cái lotion mà giúp cho cái tay của em nó mịn hơn, vì cái tay của con nó hơi sần sùi, cho nên là con muốn dùng cái gì đó cho cái cánh tay của mình, thì nghĩ cái đó nó giúp cho cái bớt sần sùi thôi, chứ chưa có biết được cái công dụng mà nó tuyệt vời đến như vậy. Đó là cái mà con đang sử dụng đó, và đó là cái em sử dụng, chị Nguyệt. Cảm ơn Hồng rất là nhiều. Sau ngày hôm nay mà khi nghe được những cái công dụng của nó, những cái chất ở trong đó nó có cái gì, chắc là Hồng sẽ bôi nguyên người luôn ha. Đúng rồi chị Nguyệt. Hay lắm luôn á. Dạ. Không bao giờ bỏ hết, tối nào cũng sử dụng hết. Dạ. Rồi cảm ơn Hồng rất là nhiều nha. Và dạ, sau đây Katrina mở dùng chị cho chị dược sĩ Lan à. Dạ. Ok. Chị Nguyệt có nghe được em không? Dạ được chị. Ok. Good morning chị Nguyệt. Good morning cô Hannah, và good morning cả nhà trên Zoom ngày hôm nay. Tại này không nhận là chị rất là muốn chia sẻ hôm ngày hôm nay và rất là excited. Em thì thực em cũng rất là excited. Tại vì Lana nghe được chị Nguyệt được có cái bài chia sẻ ngày hôm nay về cái Dramatic Effect á, phải nói là mình xin chị Nguyệt cho mình cơ hội lên để mình chia sẻ, tại vì mình rất là excited. Lý do tại sao là Lana phải nói là hơn một năm này rồi Lana dùng cái Dramatic Effect, phải nói rất là có cái kết quả, mình rất là mê với nó. Cái thứ nhất á, là giống như hồi nãy cô Hannah nói, nó là age lock, cho nên đối với Lana và những người bạn nào mà biết Lana, cái gì mà có chữ age lock là mình wear hết trong người của mình từ trong ra ngoài, đúng không? Nhưng mà cái điều mà mình thấy rất là hay á, là tại vì sau khi mình dùng, mình thiệt sự mình thấy nó săn chắc lại, nó săn rồi nó căng ra, tức là nó firm and nó tone lại đó. Với lại Lana có những cái kết quả phải nói là mình để ý được á, là ngoài cái cellulite đó, nó làm cho cái tay cái chân của mình nè, nó không có nhão là một nhé, và nó có cái sự
nó làm bớt lại cái những cái thẹo của mình á. Ví dụ mình mà trên người của mình mà có mấy cái thẹo á, là nó làm nó phục hồi rất là nhanh. Hơn nữa là mình thấy tại vì nó là age-less, mình ngẫm nghĩ mình nói là nếu mà mỗi ngày mình thoa những cái lotion, không phải là lotion bình thường mà nó lotion chống lão hóa trên người của mình, thì nó tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Cho nên á là không thể nào thiếu cái sản phẩm này. Mỗi khi mà Lana tắm xong là phải có nó. Giống như hồi nãy cô Hannah nói, mình tắm là mình tắm với liquid body lufra đúng không, chà sạch nó rồi sau đó ra một cái là phải thoa cái lotion này. Thậm chí mình đi travel mình cũng xiết nó ra để mà đem theo với mình luôn. Cho nên I love it. Vì cái sản phẩm này đó anh chị, nên chị Lana tắm một ngày 4 lần. Thì tắm xong để bôi đó, nên chị tắm 4 lần. Với lại nghe chị nói mà cái chỗ nào mà nhão để bôi thì là em nghĩ là em sẽ bôi nhiều chỗ lắm đó. Chỗ nào mà... Cảm ơn chị Lana. Và người cuối cùng là mời Katrina. Katrina ơi. Hello chị Nguyệt, hello cô Hena. Katrina, cảm ơn lời chia sẻ của cô Hena ngày hôm nay và cảm ơn chị Nguyệt đã có cái Zoom này. Thật sự đây là một trong những cái sản phẩm mà từ khi có em bé, Katrina thích nhất các anh chị. Katrina có Thiên Bảo được 5 tháng rồi, và trong vòng phải nói là cho dù trước khi mà đang có bầu đó là Katrina đã dùng trên chân của mình. Có nghĩa là mình không có dùng trong cái trên bụng của mình, nhưng mà dùng trên chân thôi. Tại biết là khi mà mình có bầu thì chắc chắn mình sẽ mập ra, rồi sợ là mai mốt rồi da của mình nó sẽ xấu đi đó. Thì khi mà Katrina xài và sau khi đẻ Thiên Bảo ra rồi thì Katrina bắt đầu dùng cho cái bụng của mình. Và một cái mà Katrina thấy rất là rõ rệt và thật sự là không có để ý luôn, không có để ý về cái kết quả của mình. Tại vì mình chỉ biết sản phẩm này tốt để cho cái vấn đề mà rạn da rồi cellulite này kia đó, thì mình chỉ biết là để mình xài thôi. Cho nên là có người hỏi Katrina before after, Katrina thật sự không quên mất cái phần chụp hình. Nhưng mà có một cái sự chia sẻ với các anh chị giống như vậy, là có một số anh chị cũng notice á, là thấy Katrina đẻ xong thì thấy cái bụng của Katrina nhỏ lại rất là nhanh. Thì có một số người cũng hỏi Katrina là bằng cách nào. Thì Katrina nói là một là phải cho con bú. Hai đó là dùng cái sản phẩm này. Và các anh chị biết là mẹ mới đẻ trong thời gian đầu đó thì hay bó cái bụng lại đó. Thì trước khi mà bó bụng thì Katrina đã xoa cái Dermatic Effect này lên và làm rất là đều đặn mỗi ngày. Là Katrina đều xài một lần, ít nhất là một lần. Nếu mà các anh chị làm được sáng tối thì càng tốt. Nhưng mà ít nhất là một lần, và rồi sau đó Katrina bó bụng lại. Thì trong khoảng thời gian là 2 tháng đầu thôi, sau khi sinh em bé thì bụng Katrina bắt đầu nhỏ lại và nhỏ đi rất là nhiều. Và đương nhiên là cái da của mình bắt đầu săn chắc lại. Và Katrina là có bầu là bị rạn nứt rất là rõ luôn, có nghĩa là thâm luôn á. Nhưng mà sau khi mà xài rồi bây giờ thì bắt đầu là cái màu da của mình nó đều lại và thấy nó đỡ hơn rất là nhiều. Nhiều khi cũng phải hỏi anh tên từ anh nhìn coi thấy em bữa nay đẹp hơn và sexy hơn chút xíu nào chứ. Cái sợ là nhìn vào là nhìn sợ lắm, nhưng mà anh tự nói là da dạo này nhìn đỡ hơn rất là nhiều. Và thật ra phải nói là cảm ơn cái sản phẩm này. Cho nên là cảm ơn cô Hena đã chia sẻ về công dụng cũng như là về những cái khoa học đằng sau cái sản phẩm. Và Katrina cảm thấy đây là một cái sản phẩm mà chị em phụ nữ chúng ta cần và nên xài ngay lập tức. Thank you chị Nguyệt. Cảm ơn Katrina, cảm ơn chị Lana, cảm ơn Hồng, cảm ơn Thúy Võ. Và đặc biệt là cảm ơn cô Hana ngày hôm nay đã cho chúng mình biết cái sự tuyệt vời của cái sản phẩm mà giúp cho các chị em của mình được lấy lại sự tự tin trong cuộc sống của mình ha.